Vâng, thưa quý vị khán giả, tính từ tối qua đến thời điểm hiện tại thì có 3 tỉnh thành, đó là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đang là những nơi mà có mưa to nhất do bão với lượng mưa ghi nhận được là từ 118 đến 165 mm. Và hiện tại thì tâm bão đã đi qua đảo Cồn Cỏ và tiến đến vùng biển của tỉnh Quảng Bình. Vùng mây rông mạnh nhất quanh tâm bão thì cũng đã trờm vào khu vực đất liền và gây mưa cho ven biển của tỉnh Quảng Bình. Dự báo là trong 6 giờ tới tỉnh Quảng Bình tiếp tục là tâm mưa với lượng mưa là từ 40 đến 90 mm và có những nơi là trên 180 mm. Hai tỉnh lân cận là Hà Tĩnh và Quảng Trị thì lượng mưa là từ 30 đến 80 mm và có những nơi là trên 180 mm. Còn từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam thì mưa sẽ giảm chỉ còn khoảng là từ 5 đến 15 mm và có những nơi là trên 30 mm. Với diễn biến mưa như vậy thì vùng núi các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam thì sẽ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Những nơi nằm trong vùng màu đỏ như thế này, tức là có nguy cơ cao. Có những nơi nằm trong vùng màu tím như thế này, tức là có nguy cơ rất cao. Cụ thể, đó là tại huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình, huyện Vĩnh Linh của Quảng Trị và Phong Điền của Thừa Thiên Huế. Thông tin về cơn bão số 13 chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Ngoài ra thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage dự báo thời tiết VTV cùng các nền tảng số khác của Đài truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay thời sự.